Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh cùng với những câu chuyện rất là đời thường từ đồng áng cho đến bếp núc, thế nhưng những video được đăng tải trên TikTok của một người đàn ông lại đạt đến con số tới hàng triệu lượt view và hàng nghìn lượt bình luận theo dõi trên mạng xã hội chỉ sau có hơn 2 tháng thôi. Và người đàn ông mà tôi vừa nhắc tới đó chính là ông Hồ Sĩ Minh hay còn được biết đến qua tài khoản TikTok Minh Bí Thư Xóm ạ. Vâng, từ một mong muốn rất là giản dị đó là lưu giữ những kỷ niệm cùng gia đình và con cháu, gắn kết tình cảm gia đình ông minh đã tự mình lập nên kênh tiktok và chia sẻ đến mọi người về câu chuyện sinh hoạt của gia đình mình làng xóm mình mỗi video dù chỉ kể những câu chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi nhưng lại như đưa người xem về với chính gia đình của mình nơi có người cha người mẹ chịu thương chịu khó lúc nào cũng lo lắng cho những đứa con đang học tập làm việc ở phương xa không dàn dựng kịch bản công phu hay là cũng không có thiết bị hay là ekip chuyên nghiệp thế nhưng mà những clip của ông vẫn chạm đến trái tim của người xem đặc biệt là những bạn trẻ xa nhà ít có cơ hội về thăm gia đình ở quê với cách nói chuyện đầy dí dỏm sự khéo léo trong nội trợ tài khoản minh bí thư xóm ngày càng nhận về nhiều sự yêu thương của khán giả cũng như là lan tỏa tình yêu gia đình đến với nhiều người xem ai mua nồi đây này thì mua nồi đây <laughs> bôi chồng thì được bôi lại thì dễ đành đạch như con trạch nhưng mà xem hôm có mấy cái bình luận bảo nhà ông Minh làm cái gì mà sao nắm xoong nồi thế chắc chắn là đi nấu cổ thuê cho người ta rồi ừ. những đoạn video ngắn với hình ảnh nấu ăn, làm ruộng ở ngoài đồng hay những khoảnh khắc vui đùa bên con cháu đều được ông Minh ghi lại như một cuốn nhật ký đời thường qua những câu chuyện hàng ngày của ông Minh bí thư xóm, một làng quê yên bình với khung cảnh bình dị bỗng trở nên thân thương, dí dỏm khiến ai cũng cảm thấy hứng thú mỗi khi xem. Những cái clip mà cô được xem ông Minh quay thì cô thấy cuộc sống rất là gần gũi mà thực tế với cuộc sống nông thôn của các cô và mỗi khi mà quay đến nhiều những cái clip mà nghe rất dí dỏm và buồn cười rất là vui cả những ngay như cháu của cô mới cháu mới độ ba bốn tuổi thôi mà mỗi khi cô mở điện thoại ra cháu cũng bảo ô bà ơi con muốn xem ông minh quay clip mà, à, quay tiktok cơ à, cô cảm thấy rất vui mà nhà cô mỗi khi mở những cái cảnh quay trong điện thoại ra thì nhìn thấy cái cảnh quê hương mình thật là bình yên và giản dị nhưng mà cuộc sống rất là tươi đẹp và không khí trong lành làm, ông ấy làm một cán bộ xóm này Bận rộn thế mà giờ lại vẫn làm cái kênh đấy mà đưa lên trên mạng ấy, nhiều người rất là thích xem thì tôi cảm thấy cũng rất là phấn khích và ủng hộ chú ấy làm cái, cái cái kênh đấy và đưa những cái hình ảnh đồng quê nó thay đổi rồi phát triển như thế này là tôi thấy nó cũng rất là thực tế. Nên là tại sao nhiều người trẻ ở nông thôn bây giờ rất thích về quê ở cái chỗ như thế. Chỉ sau gần 5 tháng thành lập Kênh TikTok Mình Bí Thư Xóm của ông đã nhận về hàng trăm nghìn lượt theo dõi, hàng triệu lượt xem trên các video. Điều đặc biệt là những video của ông được rất nhiều bạn trẻ đón nhận. Trong đó có những người xa quê, người đã không còn đủ cha mẹ khi được xem những thước phim của ông lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ đến người thân mà không khỏi xúc động. Mẹ cháu mất sớm, mỗi lần con cháu về chơi, bố dù không biết nấu ăn nhưng lúc nào cũng mua đủ thức ngon về cho con cháu ăn thế mà bố cũng nhớ mẹ nên đi với mẹ cả năm nay rồi nhà là nơi có bố và mẹ nhưng giờ về nhà thì không còn cha mẹ nữa vào xem video của chú mà nhớ cha mẹ quá chỉ mong thời gian quay lại để có thể được nhìn thấy cha mẹ gia đình rất nhiều cái cái, 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 cái trẻ vào là cháu khi mà xem cái clip của chú rồi cháu lại muốn về với lại bố mẹ trong ngay có thể là một năm hoặc nửa năm thậm chí là 2 ba năm có những người đi làm không về về với bố mẹ nhưng khi xem cái clip của chú lên đăng tải lên ấy, thì cũng lại bỏ cháu muốn về ngay với lại bố mẹ thì chú cũng thấy rất là xúc động thì qua đấy thì đọc những cái comment đấy thì chú càng có cái động lực để làm ra tiếp những cái video về sau ông, ông ơi ngoài những hình ảnh trên mạng xã hội ngày thường ông minh còn là một bí thư tri bộ xóm mẫu mực luôn khuyến khích bà con xây dựng thôn xóm vận động bà con cùng nhau phát triển kinh tế xây dựng nếp sống văn hóa trong tương lai ông minh dự định sẽ làm thêm nhiều video để tiếp tục chia sẻ những hình ảnh đẹp về quê hương làng xóm đến nhiều người hơn từ đó lan tỏa tình yêu quê hương đến các bạn trẻ Những video của ông Bí Thư chi bộ xóm khiến cho nhiều người không ngôi nhớ về gia đình. Chính từ mỗi mẩu chuyện nhỏ về tình cảm vợ chồng, về tình ông cháu mà ông Minh mang đến lại khiến cho nhiều người trong số chúng ta có những liên tưởng đến hình ảnh chất phác, chịu thương, chịu khó của chính cha mẹ mình ạ. Vâng, như chị Ngọc Trâm cũng đã chia sẻ rồi, không quá cầu kỳ về mặt hình ảnh. Thế nhưng sự giản dị gần gũi của ông Minh, Bí Thư xóm lại thu hút cả triệu lượt xem. Một con số mà bất kỳ người sáng tạo nội dung số nào cũng ao ước. Vậy người đàn ông này đã làm nên điều đó như thế nào? Giữa rất nhiều những nội dung hấp dẫn được chia sẻ mỗi ngày, Ông Minh sẽ có định hướng ra sao để tiếp tục lan tỏa những giá trị về tình yêu quê hương, gia đình đến những thế hệ trẻ? Để trả lời cho những câu hỏi này, nhóm phóng viên VTC 16 đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với ông Hồ Sĩ Minh, chủ kênh TikTok Minh Bí thư xóm. Mời quý vị cùng theo dõi. Rất vui khi được trò chuyện với chú Minh trong chương trình Đô thị ngày mới ngày hôm nay ạ. Và đầu tiên thì cháu rất là muốn hỏi chú là từ đâu là chú lại có ý tưởng là lập nên kênh TikTok Minh Bí thư xóm và thông qua cái kênh TikTok này thì chú mong muốn được truyền tải điều gì đến cho những người xem của mình ạ? ra thì cũng qua bây giờ cái mạng truyền thông ấy, nó phổ biến rất là rộng rãi, đấy chú xem những cái uh, clip ở trên mạng ấy, cũng như là là ở ngoài đời thường thực tế ở địa phương này thì cái việc mà gắn kết giữa một gia đình bây giờ ấy nhiều thế hệ là rất là, là là khó khăn, thế mà thậm chí là có những uh, nhà là các cụ các ông các bà cũng rất là khổ vì con vì cháu vậy là qua xem những cái ở trên mạng ấy thì chú cũng nghĩ ra cái ý tưởng là cũng làm một cái xây dựng một cái kênh này để gắn kết cái nội dung chính là gắn kết trong tình cảm gia đình giữa ông bà bố mẹ như tức là nhiều thế hệ với nhau thực ra là sau khi mà làm cái kênh này thì cũng được vợ rồi con thì bà con hàng xóm anh em là cũng rất là ủng hộ khi mà cái clip đầu tiên mà lên thì mọi người cũng rất là hào hứng thế mà nhất là giới trẻ thì người ta lại chiếm phần đông và có thể thấy làm chỉ sau khoảng 1 đến 2 tháng thôi thì là kênh tiktok của chú cũng đã có những cái video đạt đến hàng triệu view và cái con số này gần như là một cái con số mà đạt nhiều người rất là mơ ước và mong muốn có được nhưng mà chú thì đã đạt được một cái khoảng thời gian rất là ngắn và chú thì cũng không phải là một người làm tiktok quá là chuyên nghiệp vậy thì theo chú điều gì đã tạo nên cái sự thành công này của kênh tiktok của mình và cái cảm nhận của chú lúc đó khi mà mình có được một cái sự thành công rất là nhanh như thế thì sẽ cảm nhận như thế nào ạ khi mà đăng tải lên trên mạng ấy thì cũng chỉ trong vòng khoảng một tháng rưỡi là có những cái video nó lên đến hơn một triệu người xem theo dõi rồi thực ra là chú cũng rất là phấn khởi thế mà đầu tiên ban đầu mà đặt ra cái chương trình giữa gia đình bàn bạc với nhau là cũng chỉ là muốn làm sao mà tạo được cái hình ảnh để nay mai giáo dục cho con cháu mình con cháu nhà mình này là nó biết được là bố mẹ rồi thì ông bà của các cháu là như thế đúng ra thì chú thì sau khi đăng tải lên thì cũng ít không muốn để ý đến nhiều lắm đâu bởi vì công việc thì nó cũng cuốn hút chú bởi vì công việc ngoài việc tập thể gia đình rồi gia đình rồi việc tập thể thế do vậy là chú cũng theo không theo dõi nhiều thế thì quá quá trình mà sau khi mà đăng tải lên mà được mọi người mến mộ như vậy mà nhất là lớp trẻ thì chú cũng thấy rất là phấn khởi do vậy là là cũng phải nói là cái lớp trẻ bây giờ ấy, người ta nhìn nhận cũng rất là nhanh Thế cái gì mà để người ta phải có những cái tình cảm đối với gia đình giữa ông bà bố mẹ nó phải kết hợp với lại những cái chú nấu nướng ăn uống à, mà 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 cái tình cảm đấy của người bố người ông cho các con các cháu thì chú thấy những cái clip đấy là nó sẽ lên nhanh mà nhiều người theo dõi hơn. Vâng thưa chú và để có thể thành lập được một cái tiktok như vậy thì chắc chắn là sẽ khó khăn ngay từ cái khi ban đầu khi mà chú vừa thành lập vì là một cái người khá là ngoại đạo và vừa mới tiếp xúc với một cái mạng xã hội hoàn toàn mới như vậy à, vậy thì chú đã từng bước khắc phục những cái khó khăn đó như thế nào và uh, từ đâu mà chú sẽ có những cái kinh nghiệm để mà uh, mang đến những cái nội dung ngày càng gần gũi hơn với khán giả. Thế thì khi làm ấy thì thực ra cái khó khăn mà 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 để mà lên được cái video này nó cũng rất là cả một quá trình. Thế nhiều khi bây giờ đây các chú mới ban đầu ấy thì ra ngoài đồng này thì cứ làm cái việc gì thì chú quay cái đấy ở nhà thì chú nấu ăn hoặc là quay cứ đặt máy quay thôi đặt chân quay thôi nếu chỗ nào mà khó quá thì cô lại nhờ cô để giúp nhưng mà cái khó khăn ấy là quay những cái video nó dài quá để đưa vào để mà chỉnh sửa cắt thì nó lại rất là lâu do vậy là cái đấy là, là các chú chú cũng sau khi mà mà làm rồi thì lại phải chuyển cho con sau khi mà đã chỉnh sửa thành là chuyển cho con để cho mà... đây các con giúp bây giờ bố đã lên được như thế rồi thì toàn bộ như thế rồi bây giờ chỗ nào mà con cảm thấy thừa dài quá thì có thể là cắt bớt đi giúp bố đấy hoặc là cái khó khăn nữa là ngay ban đầu thì bây giờ mình thu trực tiếp thì nó cũng có những cái khó ví dụ như hôm nay thịt gà chẳng hạn thì mình cũng lại ghi ra là thịt gà này quá trình thịt con gà như nào này sau đó thì mình nói thì mình thu vào thì nó được yên tĩnh đấy, được độc tiếng đấy, do vậy là là bây giờ thì chú vận hành những cái này thì nó cũng bình thường mà không có vấn đề gì khó khăn nữa đấy. Cái um, xã hội hiện nay thì khi mà thành lập một cái kênh TikTok như vậy thì uh, rất nhiều bạn trẻ khi mà đạt được cái sự quan tâm của khán giả thì họ cũng đã dần dần thay đổi theo uh, những cái um, sở thích của khán giả này và đôi khi thì sẽ lệch ra khỏi về cái mục tiêu ban đầu những cái giá trị ban đầu của mình vậy thì uh, chú quan niệm như thế nào về điều này và uh, cái định hướng của chú với cái kênh TikTok của mình như thế nào và trong tương lai tới đây thì chú sẽ sẽ tiếp tục mang đến những cái nội dung gì những giá trị gì ạ? thì trên quan điểm thì trước nào sau vậy thì bây giờ các chú đã xây dựng kênh mà được mọi người thì rất là là ủng hộ nhiệt tình như này thì mình cũng không thể là bỏ qua cái cái lòng nhiệt tình của người ta được mình vẫn phải là 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 muốn hay không muốn thì vẫn phải là có những cái clip nào đấy để mà phù hợp với lại cái giai đoạn còn về định hướng của chú thì thực ra là chú xây dựng kênh thì cũng đấy cái ý tưởng ban đầu là cũng để là mọi người là con cháu về nay mai nó có nhớ đến là hình ảnh ông bà bố mẹ là đấy đã chuyển tải được ít nhất là cũng góp phần đóng góp mà vào xây dựng quê hương đất nước. Cái thứ hai nữa là trong cái những cái tiếp theo tới đây thì các chú cũng vẫn phải là muốn hay không muốn, mình đang là người lãnh đạo của địa phương thì cũng vẫn phải có những cái lồng ghép vào đấy làm sao để mọi người hiểu được về cái xây dựng nông thôn mới chú cũng đang muốn mong muốn của chú là sẽ tiêu thụ xây dựng người tiêu thụ được cái cái sản phẩm nông nghiệp của quê hương chú đấy, Thực ra là cái uh, sản phẩm nông nghiệp ấy thì hiện nay là chú cũng đang có, có ý tưởng là làm kẹo rồi thì uh, làm mì sau đó là còn làm một số các cái cái khác nữa về cây lúa rồi thì về hạt lạc hạt gạo của quê hương nên mình mong muốn của chú làm sao mà tiêu thụ được cái sản phẩm của địa phương để cho bà con nhân dân cũng bớt khổ tạo công an việc làm cho bà con nhân dân. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú về những cái chia sẻ vừa rồi và cháu xin chúc chú sẽ ngày càng muốn sức khỏe hơn để có thể là tiếp tục truyền tải những cái nội dung rất là ý nghĩa đến cho quý vị khán giả. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Tình cờ khi mà xem xong những hình ảnh về ông Minh bí thư xóm thì lại khiến cho tôi nghĩ đến câu hát này ạ. Và đúng là dù ở đâu thì ba mẹ vẫn luôn hướng về con cái và dù là bằng cách nào đi chăng nữa, đó vẫn là một tình cảm vô cùng thiêng liêng mà người Việt của chúng ta vẫn luôn gìn giữ và truyền dạy đến đời sau. Vâng và chúng ta đều hy vọng rằng là câu chuyện về ông Minh bí thư xóm cũng như là thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình sẽ mang lại cho quý vị những giây phút ấm áp trong ngày cuối tuần, giúp chúng ta cảm thấy thêm yêu gia đình của mình hơn. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tiểu mục đặc sản ô cốp. Thưa quý vị, từ lâu thì đông trùng hạ thảo và mật ong đã được biết đến là những sản phẩm có công dụng tốt cho sức khỏe. Việc kết hợp những sản phẩm này thì sẽ giúp tăng cường những hoạt chất vốn có và cũng như là trở thành sản phẩm độc đáo. Chính vì vậy mà đông trùng hạ thảo ngâm mật ong đã được coi là vị thuốc tốt cho cơ thể. Vâng, đông trùng hạ thảo ngâm mật ong là phương pháp bào chế được nhiều người áp dụng. Đông trùng hạ thảo chứa hơn 17 loại axit amin, vitamin và khoáng chất đồng thời thành phần trong mật ong không chỉ cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất mà còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao vì vậy, sự kết hợp giữa mật ong và đông trùng hạ thảo có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nhận thấy những sản lợi ích mà sản phẩm này đem lại thì bà con tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng các quy trình kỹ thuật vào quá trình sản xuất các sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong. Sản phẩm này không chỉ giữ nguyên được các giá trị dinh dưỡng của các thành phần đem tới sản phẩm tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng mà còn được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao nổi bật của địa phương. Mật ong làm ra sản phẩm là loại mật ong được thu hoạch tự nhiên, nói không với loại mật ong nuôi đường, đảm bảo chất lượng và độ tinh khiết cao. Bên cạnh đó, đông trùng hạ thảo là loại dược liệu quý, được nuôi trồng với quy trình nghiêm ngặt, nuôi cấy 100% tự nhiên từ trùng giống đông trùng trong thiên nhiên, với dinh dưỡng nuôi cấy từ tổ yến, hạt huyết rồng và dịch tiết trái cây. Sau khi thu hoạch, sẽ được sấy bằng phương pháp thăng hoa, nên giữ nguyên được những tính chất quý, có trăm sợi nấm đông trùng hạ thảo được dùng để bồi bổ sức khỏe bổ thận có khả năng tái tạo tế bào gốc hỗ trợ điều trị và phòng chống ung thư điều hòa huyết áp bên cạnh những công dụng nổi bật với sức khỏe thì đông trùng hạ thảo ngâm mật ong còn là bí quyết làm đẹp cho nhiều chị em nhờ chất chống oxy hóa trong mật ong cùng hàm lượng vitamin dưỡng chất có trong đông trùng hạ thảo mà chúng có khả năng chống lão hóa làm đẹp da Nhờ sự cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình sản xuất nghiêm ngặt, từ khâu lựa chọn nguyên liệu tới chế biến và đóng gói, nên sản phẩm đã đạt được chứng nhận ô cốp 3 sao, trở thành sản phẩm độc đáo, uy tín của người tiêu dùng trên cả nước. Vâng thưa quý vị, việc sử dụng đông trùng hạ thảo pha mật ong đúng liều lượng mỗi ngày sẽ mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có một số điều bạn nên lưu ý để tránh gặp phải những tác dụng không mong muốn khi sử dụng. Đặc biệt là lưu ý đến độ tuổi và liều lượng khi sử dụng sản phẩm này. Và người sử dụng sản phẩm này thì cũng cần phải lưu ý rằng đây chỉ là một phương thức tăng cường và bảo vệ sức khỏe chứ không phải là thuốc ạ à, và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu như có một số bệnh lý nền cũng cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm. Vâng và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì xin được mời quý vị khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu một địa điểm xanh tại Ninh Bình chính là hồ Đồng Trương trong tiểu mục Đường về nhà. Được ví như là một tiểu Đà Lạt của Ninh Bình, Hồ Đồng Trương sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, khung cảnh lại hữu tình với rừng thông xanh bạt ngàn, bát ngát, kéo dài tít tắp. Điều đặc biệt là phần mặt hồ có diện tích lên đến 45 hecta, nằm uốn lượn quanh đồi thông với chu vi lên đến 6 km. So với Hồ Kỳ Lân hay là Hồ Đồng Thái thì Hồ Đồng Trương nằm xa trung tâm thành phố Ninh Bình hơn cả. Vì thế mà nét hoang sơ thơ mộng cũng lộ nét hơn rất là nhiều ạ. Và cũng xin được bật mí thêm rằng là hồ nước ở đây luôn xanh trong vào mùa thu ạ buổi sáng sương phủ trên mặt hồ như là khói sóng huyền ảo. Khi mặt trời lên thì ánh nắng chiếu rọi khắp không gian, chiếu xuống mặt hồ long lanh huyền diệu. Xung quanh hồ có giải đồi thông xanh mướt cao vút. Vâng, xa xa là những ngôi nhà san sát nhau tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Vâng ạ, à, và nếu như quý vị chưa có dịp ghé qua hồ Đồng Trương thì hãy cùng với tiểu mục đường về nhà ngày hôm nay du lịch qua màn ảnh nhỏ qua những hình ảnh sinh động nơi đây quý vị nhé. Hồ Đồng Trương là một hồ nước ngọt thiên nhiên nằm giáp danh giữa ba xã Phú Lộc, Phú Long và Kỳ Phú, huyện Nho Quan. Hồ rộng 45 ha được bao bọc bởi các giải đồi thông xanh ngát. Không khí vùng đồi núi rất trong lành, mát mẻ, đặc biệt khi vào mùa thu, sự giao thoa của đất trời cuối hạ đầu đông. Khung cảnh thiên nhiên ở khu du lịch Hồ Đồng Trương chuyển mình đẹp đến ngỡ ngàng. Những cơn gió heo may có chút xe xe lạnh, những hàng cây xanh chuyển dần sang màu vàng nhạt, làm cho khung cảnh nơi đây vừa thơ mộng nhưng lại xen cả một chút thi vị, huyền bí. Một trải nghiệm mà bạn nhất định phải thử đó là lênh đênh ngồi thuyền dạo sông. Lướt con thuyền trên mặt hồ vàng lặng, bạn có thể ngắm nhìn những ngôi nhà sàn thấp ở chân đồi thông, thả hồn vào bức tranh thủy mặc thơ mộng và yên bình. Đến với Hồ Đồng Trương, du khách không chỉ được ngắm hồ mà còn leo lên đồi để xem ao trời. Cần hồ có ao trời và thác ba tua, đi theo con đường mòn lên tận đỉnh đồi thông xanh biếc. Điều đặc biệt hiện ra trước mắt du khách sẽ thấy một hồn nước tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng trong xanh, không bao giờ cạn, được gọi là ao trời. Đó là điều kỳ lạ mà tạo hóa đã yêu ái dành riêng cho nơi đây. Ngoài ra, cân hồ còn có thác ba tua với độ cao gần 40 mét. Và vào mùa mưa, nước từ núi đá đổ về vô tận, đẹp như bức tranh thủy mặc bên bờ hồ là những thảm cỏ thực vật những quảng đất trống là không gian lý tưởng để dựng lều cắm trại trải nghiệm nét hoang sơ của khu du lịch